Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 11, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021. Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã biểu dương những đóng góp to lớn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong những năm qua. Nổi bật nhất là các phong trào, cuộc vận động lớn như Ngày vì người nghèo, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chương trình làm nhà ở cho gia đình chính sách, cựu chiến binh, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Xác định là chúng ta phải phát huy được cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh thì chúng ta mới làm tốt được vấn đề này. Thì mà một lần nữa là thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh xin gửi tới các đồng chí lời chúc sức khỏe và qua đồng chí là gửi tới đội ngũ cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong toàn tỉnh những cái lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát huy những kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp toàn tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò tập hợp quần chúng, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn do Trung ương và tỉnh phát động. Từ đó, cùng với Đảng bộ, chính quyền trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, trọng tâm là thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tại buổi gặp mặt, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Với trách nhiệm, chức năng của mình, trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hà Giang đã làm tốt công tác tuyên truyền, tập hợp nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của cấp ủy, chính quyền các cấp để củng cố vững chắc hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân,